Chào mừng các bạn đã đến với podcast IVF Radio, được phát sóng vào thứ sáu hàng tuần trên các nền tảng số của trung tâm IVF Hà Nội. Các bạn thân mến, hiện nay tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ở Việt Nam đang ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì Việt Nam có khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh có độ tuổi dưới 30. Đáng buồn là có rất nhiều trường hợp lại xem nhẹ tình trạng hiếm muộn khi không đi thăm khám sớm và đã bỏ lỡ thời điểm vàng điều trị. Tuy nhiên cũng rất đáng mừng là càng ngày càng có nhiều gia đình nhận thức đúng về vô sinh hiếm muộn và chủ động đi thăm khám điều trị sớm. Việc đó không chỉ giúp nâng cao tỷ lệ thành công, rút ngắn hành trình mong con mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí. Như trường hợp của anh Long, chị Linh ở Chương Mỹ, Hà Nội là gia đình hiếm muộn có hành trình tìm con vô cùng thuận lợi tại trung tâm IVF Hà Nội bởi đã chủ động đi thăm khám sớm. So với các gia đình hiếm muộn khác thì vợ chồng anh chị được coi là gia đình trẻ khi chị Linh năm nay tròn 24 tuổi, anh Long 28 tuổi. Sau 5 năm yêu nhau, cả hai đã chính thức trở thành vợ chồng và mơ về ngôi nhà nhỏ có tiếng khóc tiếng cười con trẻ. Vốn nghĩ thuận theo tự nhiên thì con sẽ tới như bao cặp vợ chồng khác. Nhưng rồi chẳng mấy chốc đã 3 năm trôi qua mà con vẫn chưa về. Qua một người quen, gia đình anh Long biết tới trung tâm IVF Hà Nội nên đã quyết định đi thăm khám tư vấn ngay. Sau quá trình thăm khám cùng thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu thì chị Linh có kết quả bệnh lý nội tiết kém, đa năng buồng trứng, khó có con tự nhiên. May mắn là cả hai vợ chồng đều biết rõ tuổi tác là vấn đề quan trọng nhất trong quá trình điều trị hiếm muộn. Do đó, sau khi được bác sĩ Thu tư vấn, gia đình đã quyết định thực hiện thụ tinh ống nghiệm IVF ngay lập tức để tranh thủ cơ hội tuổi còn trẻ sẽ tăng tỷ lệ thành công. Tính đến từ lúc cưới thôi là đến năm nay là gần 3 năm rồi. Em thì thực ra là kiểu kinh không đều ấy, với lại kiểu trứng hơi kém thôi. Nhưng mà kiểu để uống thuốc thì vợ chồng em nói chung là em không kiên trì, với lại là cũng cái thời gian này nó cũng chỉ có tuổi thôi. Thế nên là mình cứ đi sớm thì đón con sớm thôi, kiểu lúc ý mình còn khỏe. Cũng vài 3 năm nữa thì cũng khả năng nó cũng thấp. Tại vì lúc đấy khám ấy là bác Thu cũng chia sẻ là kiểu đến tầm bao nhiêu tuổi thôi là khả năng nó cũng thấp rồi. Thế nên là vợ chồng em kiểu thôi cũng quyết định sẵn từ nhà rồi là ra khám, nếu mà có vấn đề gì thì là vợ chồng em cũng quyết định làm IVF luôn. Và đúng như những gì gia đình chờ mong, quá trình thực hiện IVF của hai vợ chồng sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi, từ việc chọc trứng, canh niêm mạc đến quá trình chuyển phôi. Chị Linh chọc được 24 trứng, tạo được 12 phôi ngày 3, nuôi lên ngày 5 còn 3 phôi, chuyển phôi thành công ngay lần đầu và đã đón được em bé Lốp, Công Anh, kháu khỉnh đáng yêu về nhà. Đúng như anh Long chia sẻ, vợ chồng em đi đến bước nào là bước đấy thành công tốt đẹp luôn, không có trở ngại gì cả. Hôm đấy là cũng lấy thuốc các thứ về xong là uống cho nó ổn ổn, xong bắt đầu với chọc trứng. Tháng sau bọn em chọc trứng thì đến tháng sau tới là ra canh niêm mạc là chuyển phôi, là cũng may mắn là đậu luôn, cũng không phải sàng lọc. Em là chọc được 24 trứng nhưng mà tạo phôi ngày 3 thì em được có 12 phôi, thì đến nuôi lên ngày 5 là em còn có 3 phôi, 2 phôi khá, 1 phôi trung bình. Thế nên mình chuyển phôi luôn lần đầu tiên. Vâng, em chuyển 2 phôi đầu tiên, còn 1 phôi thì em giữ lại. 2 phôi thì được một bạn này. Vợ chồng em mà đi đến đâu là bước đấy là thành công luôn. Được cái là tốt luôn nên là cũng không có cái gì trở ngại cả. Bên cạnh đó, nhờ chủ động thực hiện IVF sớm mà gia đình đã tối ưu đáng kể chi phí. Vợ chồng anh chị đã không quá lo lắng đến gánh nặng tài chính vì đã thành công ngay từ lần đầu với chi phí hợp lý để đón được một em bé khỏe mạnh kháu khỉnh về nhà. Vợ chồng em tính thì hết khoảng 80 triệu thôi ạ. Hết rất là ít ấy. 3 năm mong con, đó là khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn với các gia đình hiếm muộn. Và may mắn là gia đình anh Long đã kết thúc hành trình tìm con của mình khi đến với trung tâm IVF Hà Nội. Lần đầu bế con trên tay, cả hai vợ chồng đều không khỏi giấu được niềm xúc động. Cả hai đều hạnh phúc vỡ òa vì sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ. Ông bà nội ngoại như vui khỏe hơn khi có cháu Lốp. Hai ông bà chỉ có trực như cứ nên xem đồ trẻ con để mua cho cháu thôi. Kiểu nội ngoại giờ nhà em cũng kiểu có một mình. Thế nên là thì có nghĩa là đằng ngoại nhà em ấy thì em lấy chồng thì cũng đây là cũng cháu ngoại đầu tiên. Nhà bà nội thì đây là cháu nội đầu tiên tại vì có mình chồng em, có chị gái nữa nhưng mà chị lấy chồng xa. Cháu ngoại thì cũng có lâu rồi. Thế nên là bây giờ mọi thứ là cứ chỉ dồn vào một mình bạn này thôi. Thế nên là cứ cuối tuần bà ngoại được nghỉ thì lại cho sống ngoại. Bây giờ cứ chia thôi.
Những ngày thứ thì ở nhà với bà nội, còn cuối tuần thì xuống với bà ngoại. Điều xúc động hơn cả trong hành trình tìm con của gia đình anh Long chính là sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho người vợ thân yêu của mình. Anh lo lắng ngay từ khi chị vất vả trong lúc chuyển phôi, rồi quá trình mang thai. Đến lúc bế con trên tay mà vẫn chưa thấy vợ ra từ phòng mổ, anh Long vẫn vô cùng sốt ruột đến mức không thiết ăn uống. Cho tới khi thấy được vợ khỏe mạnh thì anh mới yên tâm. Lúc vợ em vào phòng mổ ấy, thật sự chị nói khi mà người ta những cái ca trước ấy là đẩy con ra rồi, mà em đứng một phương yên là em cứ đi khắp để em xem vợ em có con em đẩy ra chưa. Sau khi mà em gặp được ông bác sĩ mà mổ cho vợ em ấy, em ra em nói chuyện, em hỏi vợ em thế nào rồi. Thì lúc ấy là em bế con rồi, nhưng mà em hỏi vợ em, nhưng mà ông bảo là sức khỏe bình thường. Thì tầm khoảng 9 tiếng sau thì đẩy cho phòng hồi sức, thì lúc ấy mới yên tâm. Còn không, lúc ấy em còn đi ăn, dù em không đi ăn được. Thật sự là ngồi ở ghế, ngồi đợi mà xót ruột. Cứ phải đi đọc những tên Ninh ấy mà, nhưng mà nghĩ là vợ mình, con của mình ấy, nhưng mà không phải, của người khác. Nên là đợi mãi thì mới xuống. Thì vợ em như là xuống cuối cùng thì sao? Trong hành trình tìm con, có lẽ sự đồng hành sẻ chia từ người bạn đời là liều thuốc tinh thần tốt nhất. Cùng nhau đối mặt với những thách thức, cùng nhau nuôi dưỡng hy vọng và cùng nhau đồng hành sẽ tạo nên một sức mạnh to lớn giúp cả hai vượt qua mọi khó khăn, tiến gần hơn đến một tương lai tốt đẹp của hạnh phúc đoàn viên. Nói chung là phải cảm ơn rất là nhiều, bởi vì vợ rất là vất vả từ lúc chuyển phôi, quá trình thăm khám chuyển phôi và đến lúc mình bầu này xong đẻ thì tiền sản giật cũng rất là nguy hiểm. Nên là mình sẽ cố gắng làm sao là những thứ tốt đẹp nhất dành cho vợ với con thôi. Còn mọi thứ thì mình vẫn có thể gánh vác được. Có lẽ ngày đến đây đã có rất nhiều gia đình muốn xin vía hành trình tìm con vô cùng thuận lợi và tràn đầy tình yêu thương của gia đình anh Long, chị Linh. Trung tâm IVF Hà Nội muốn nhắn nhủ tới các gia đình rằng đừng chần chừ do dự với quyết định thăm khám điều trị hiếm muộn. Bởi nếu độ tuổi còn trẻ và sức khỏe sinh sản tốt hơn, chắc chắn quá trình điều trị sẽ đơn giản, chi phí tiết kiệm và số lượng phôi tạo được sẽ nhiều hơn. Càng chủ động thăm khám và điều trị sớm thì tỷ lệ thành công càng cao, giấc mơ chạm đến con yêu sẽ càng gần. Và đừng quên, trong hành trình đó, Trung tâm IVF Hà Nội sẽ luôn luôn đồng hành hỗ trợ các gia đình cho tới khi thành công đón các em bé khỏe mạnh, đáng yêu về nhà. Và tới đây thì chúng tôi cũng phải nói lời chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý thính giả ở các số IVF Radio tiếp theo.